Thưa hội đồng xét xử, tên tôi là Nguyễn Đức Chung, sinh ngày 3/8/1967. Đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú. Đăng ký nhân khẩu thường trú của tôi là 100/174 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nơi ở tại 88 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Họ và tên bố mẹ. Tên bố tôi là Nguyễn Đức Hiền, sinh năm 1938, mẹ là Vũ Thị Phượng, sinh năm 1940. Bố bị cáo còn có tên là Nguyễn Đức Tâm. Đúng không? Đúng không? Có vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa và hai con. Bị cáo có tiền án tiền sự gì chưa? Tôi đã có một bản án vừa. Ngày 11/12/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Và hiện nay thì bị cáo đang đi chấp hành hình phạt của bản án này đúng không? Đúng. Bị cáo tạm thời ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Trường Giang. Đúng.